sau khởi đầu thất vọng, đội tuyển Brazil đưa ra những thay đổi về cách chơi với hy vọng vượt qua đội tuyển Paraguay ở bảng D Copa America 2024. Đội tuyển Brazil khởi đầu Copa America 2024 theo cách không thể thất vọng hơn khi hòa đội tuyển Costa Rica với nhiều cầu thủ vô danh. Đội tuyển Brazil kiểm soát bóng vượt trội, tạo ra 19 cú sút nhưng không thể giải quyết trận đấu. Đội bóng của huấn luyện viên Dorival hoàn toàn bế tắc và thiếu niềm vui. Không chỉ vậy, Hình ảnh đội tuyển Brazil càng xấu đi khi đội trưởng Danilo có tranh cãi gay gắt với một cổ động viên. Đội tuyển Brazil đến Mỹ với tập thể ghi tổng cộng 163 bàn cho các câu lạc bộ trong mùa giải vừa qua, không đội ngũ nào có nhiều bàn hơn họ đội tuyển Argentina đứng sau với một bàn ít hơn. Tuy nhiên, bàn thắng trở thành vấn đề với Canarinha, Vinicius Junior là trường hợp gây thất vọng nhất ở trận mở màn. Vinicius vừa có mùa giải kỷ lục với 24 bàn cho Real Madrid, bao gồm pha lập công trong trận chung kết Champions League. Thế nhưng Vinicius chưa bao giờ là mình khi khoác áo vàng, xanh. Anh chỉ ghi 3 bàn trong 31 trận quốc tế và pha lập công gần nhất cách đây đã hơn một năm, cú sút phạt đền vào lưới Guinea. Trong trận hòa đội tuyển Costa Rica, huấn luyện viên Dorivan thậm chí phải rút Vinicius sớm để thay bằng cầu thủ trẻ Enric. Huấn luyện viên Dorivan đang xem xét thực hiện thay đổi khi bước vào trận đấu với đội tuyển Paraguay ở lượt hai bảng De Copa America 2024. Trong sự thay đổi này, Vinicius có khả năng được kéo ra cánh trái đội hình 4231 vai trò trung phong sẽ chuyển cho Rodrigo. Một giải pháp khác là thay đổi hệ thống 4231 sang sơ đồ chiến thuật 442. Trong trường hợp này, Vini và Rodrigo cùng đá tiền đạo. Đội tuyển Paraguay vừa để thua đội tuyển Colombia trong trận mở màn. Đội quân của huấn luyện viên Daniel Garnero cũng có phong độ không thực sự tốt. Đội tuyển Brazil không thua Paraguay trong giờ thi đấu chính thức kể từ 2008. Đây là cơ hội để Vinicius và Canarinha vượt khó trong cuộc đua giành vé tứ kết Copa America 2024. Như đã nói ở trận gia quân tuyển Brazil có trận hòa đáng thất vọng không? Không trước đội tuyển Costa Rica trong ngày gia quân tại Copa America 2024. Ở trận đấu còn lại thuộc bảng D, đội tuyển Colombia đã có chiến thắng trước Paraguay. Dù chia điểm nhưng huấn luyện viên Dorival Junior vẫn khen ngợi màn trình diễn của các cầu thủ Brazil. Tuy nhiên, chiến lược gia này cũng thừa nhận hàng công của họ phải chơi tốt hơn nếu muốn có lần thứ 10 vô địch giải đấu. Selecao đã có 49 lần xâm nhập vào vòng cấm của Costa Rica con số cao nhất trong một trận đấu tại Copa America kể từ khi dữ liệu này bắt đầu được ghi nhận vào năm 2011, Brazil cần duy trì sức ép tương tự ở trận đấu với Paraguay và quan trọng hơn hết là cải thiện khâu dứt điểm. trong lịch sử giải đấu, chỉ đội tuyển Argentina là có chuỗi thành tích trước Brazil ấn tượng hơn đội tuyển Paraguay. cụ thể, nhà vô địch World Cup 2022 bất bại trước Selecao trong 8 trận liên tiếp từ năm 1923 đến 1946. tuy nhiên, đội tuyển Paraguay chỉ thắng một trong sáu trận gần nhất trên mọi đấu trường. bởi vậy, Họ vẫn bị đánh giá thấp hơn đối thủ rất nhiều ở trận đấu này. Ở lượt trận đầu tiên bảng D Copa America 2024, đội tuyển Paraguay đụng độ, độ đội tuyển Colombia, trong khoảng 30 phút đầu tiên, thầy trò Daniel Canero đã gây nhiều khó khăn cho đối phương bằng một lối chơi thấp và một hàng thủ số đông. Tuy nhiên, bàn thua ở phút 32 khiến Paraguay phải thay đổi chiến thuật và chỉ 10 phút sau họ phải nhận bàn thua thứ hai. Theo thống kê, trong 17 trận gần nhất khi bị dẫn trước, đội tuyển Paraguay đều để thua và đã không có bất ngờ ở trận đấu này. Mặc dù đã chơi nỗ lực trong hiệp thi đấu thứ hai, nhưng Mizu Almiron và các đồng đội chỉ có được một bàn rút ngắn tỷ số ở phút 69. Đội tuyển Paraguay đã để thua 3 trận đấu Copa America gần nhất khi bị dẫn trước sau 45 phút. Thất bại 1-2 trước đội tuyển Colombia khiến họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giành vé đi tiếp, bởi bảng đấu này còn có sự góp mặt của Brazil, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội tuyển Paraguay chưa từng phải chịu hai thất bại liên tiếp trong 90 phút tại Copa America kể từ năm 2016, đó là thời điểm họ thua 1-2 trước Colombia sau đó tiếp tục thất bại không một trước Mỹ. Để tránh điều tương tự lặp lại, Paraguay sẽ phải nỗ lực rất nhiều, bởi đối thủ của họ ở lượt trận thứ hai bảng D là đội tuyển Brazil. Cú sốc lớn nhất ở lượt thi đấu đầu tiên xảy ra tại sân vận động Sophie ở California, nơi Selecao không tận dụng được một số cơ hội ghi bàn. Đoàn quân của Dorivan Junior thống trị Costa Rica ở hầu hết mọi hạng mục thống kê, bao gồm kiểm soát bóng, 74%, số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, 49 với 2, số cú dứt điểm, 19 với 2. Tuy nhiên, ở chỉ số quan trọng nhất, bảng tỷ số, đội tuyển Brazil lại không hơn đối phương. Trong suốt 90 phút, Vinicius Junior và các đồng đội không thể khuất phục hàng thủ đối phương. Như vậy là đội tuyển Brazil đã không thắng trong hai trận đấu gần nhất tại Copa America, trước đó là trận thua không một trước Argentina trong trận chung kết vào năm 2021, cách đây 8 năm. Sau khi để Ecuador cầm hòa với tỷ số 0-0 ở lượt trận mở màn vòng bảng, Brazil chất giận lên Haiti bằng chiến thắng 7-1. Bây giờ người hâm mộ đội bóng xứ Samba cũng đang hy vọng vào một chiến thắng đậm trước Paraguay. Năm 2016 là lần cùng đội tuyển Brazil bị loại khỏi giải đấu này ở vòng bảng. Selecao đã không đánh dây điểm ở các trận đấu vòng bảng liên tiếp kể từ năm 2015. Đội tuyển Brazil chưa thua trận nào tại Copa America trước Paraguay trong vòng 90 phút kể từ vòng bảng năm 2004. Mặc dù đội tuyển Paraguay đã đánh bại họ ở hai trong ba trận trước đó tại giải đấu này, cả hai lần trên chấm phạt đền vào năm 2015 và 2011. Có hai cầu thủ đội tuyển Paraguay hiện đang bị thẻ vàng và có nguy cơ bỏ lỡ trận đấu cuối cùng đó là Gustavo Velázquez và Andres Cubas. Rodrigo Morinigo lần đầu tiên bắt chính cho Paraguay thay cho Carlos Coronel. Trong khi đây miền Bobadilla có lần thứ hai khoác áo đội tuyển quốc gia. Julio Enciso có bàn thắng duy nhất cho Paraguay trước Colombia. Đó là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo Brighton cho đội tuyển quốc gia. Hai sự thay đổi đã được thực hiện đối với Brazil ở trận đấu với Costa Rica so với trận giao hữu với Mỹ. Theo đó, Guilherme Arana thay thế Wendel ở vị trí hậu vệ trái và Eder Militao là lựa chọn ưu tiên ở vị trí trung vệ thay vì Lucas Berrando khi vào sân thay người. Douglas Luiz đã không ra sân kể từ trận thua trước Uruguay vào tháng 10 năm ngoái, trong khi Enric và Savio có trận đầu tiên tại Copa America khi vào sân từ băng ghế dự bị. Mark đã có một bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị trong trận mở màn, trong khi Lucas Paquita sút trúng khung thành trong hiệp 2 và Alisson có trận giữ sạch lưới đầu tiên với Brazil kể từ World Cup 2022.